Tất cả chúng ta có mặt trên trái đất này không có một người nào mà không có mẹ. Dù mẹ mình giỏi hay ngu dốt, vẫn mình đều có mẹ, có cha. Thì ngày hôm nay chúng ta nhớ lại mỗi một năm chúng ta là một lần để trong tháng năm để chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho người mẹ ở trong gia đình để Chúa thêm sức cho họ. Thì nay Chúa xin đọc thay anh hè ôi anh Chúa xin đọc ra hình ngoài hè tầm ba ôi a lê thì hè oanh kế tầm xin đọc rút sách chúng ta chia sẻ sáng hôm nay là sách số đi chí tô ký đoạn 2 từ câu 1 đến 10. Chúa xin đọc ra hình ngoài nào lúc cô ghé từ tròn ngoài tận tròn chức thì vũ đo kiên vô sức nào đẹp người chẳng hẹp bạp bình triều tận này nâng anh vô sức ở lẽ áp nằm hè quầy tăng chỉ đi nằm đi ấu là nằm thì đi quầy tì. Mỗi người chúng ta chắc có lẽ đã một lần hoặc là nhiều lần đã từng nghe nhiều mục sư đã giảng câu kinh thánh này, mà sáng hôm nay hội thánh chúng ta cũng ôn lại những đời sống của người mẹ khôn ngoan và kính sợ Chúa. Hội đã đóng thêm căn rễ
tâm du xuất nào đang ngơi chỉ tu hay lý kim quài kim mà quài đã tâm du xuất nào đang lưu ngới nào lúc vô ga ngoài tập tròn trịch cực chân ra cả o nô hạ quanh ta có lớn là quanh ta xuất lấy tình nồng nào lang ôm mà không hề quanh lên hề quanh ta xuất này chỉ kìm mà hề nọ lên bố đi kể tu hề bục râu lê vi sắc ur mà tu hề bục ur lê vi ur này treo chỉ tiếp mà tu hề còn bục râu phù sao bằng chỉ ngoài chỉ nhốt bôn băng tầm ba khay vì là bôn chốt băng mô tiểu bằng sắc tuôn lâm bí tai ninh mặt đẹp trai nó chỉ ngân lâm còn xe tần ấy nhốt nghe tập là tạm tóc hồng ra dù bằng cụ ngài ít vừa nè cây mà kíp móc nào là tất mà họ bằng Puri còn phụ u pharaon hành chưa ta tia cron vì mà phùng phụ u phụ ho hành song bắt là do ớt cờ tia còn đánh say vít tàng quan tàm tóc bằng đa phụ u phụ ho nấy hành song của bạn trong nhập chân đồng trong prao ở lùi kể tờ lá còn hà đếch bác vị nấy bằng sao ở vi trình thu huy ở vi phục lâu nhưng bằng kế nào giúp bảo vệ chỉ là bằng trình thu huy cùng con hệ lư với giúp ở vi nấy là mà phụ ôn phà rò phụ ôn con phụ ôn phà rò ai ối lẽ cực hành quân thu huy nơm ro tầm phù hệ lư kề mà phù mẫn con phụ ôn Pharaon tự lạc mà bằng Hàn hôn Bố đi phụ ủ trúc này hàn qua mít con xe này hàn trọng chết đồng, trọng sinh trọng chết Con phụ Pharaon lạc mà bằng Sóc hòm con ai chi đi bố bắn mà cướp Cướp mà không phát bài Bố đi phụ ủ này sóc con xe chi đi bố Tớ lát con xe này quét mà tết thì bằng dứt con xe này mà con phụ ôn phá rôn bằng trơn chỉ còn chỉ rí tỏ mọc bằng chỉ mỗi dô rí bằng lạc cướp dứt và qua bằng tạm bụi kè trên dòng tương đông hà rạc tròn to hà rạc cầm ba tin đầu ngói kề mặt tin riêng hệ thức chén dược nào đặt mà chúng ta cùng nhau đứng lên thì chúng ta sẽ đọc ba câu kinh thánh ba tiếng nói để chúng ta đọc tiếng No rồi tiếng Mỹ rồi tiếng Việt và chúng ta học hỏi với nhau cũng rất lo tài phú tươi trôi kế mà tu huệ u kinh minh nào khai vấn lao lên mà lúc ở xa nào hôn của ba chiếc bao ngoài tròn chích quay về mỗi trôi kia nào mà thấy của những nhân kia nào thay bằng áo lên mà nào học được đấy đâu a wise and noble charter who can hide see his word far more than your rubby hãy đang nào dân đóng ai có thể tìm được một người hoặc tài đức giá trị này quý hơn không ngờ là qua mà bạn đồ hay nhầm mặt của con ông cũng bước sau ơ bước bạn đồ là qua mà có hành ra mà gần nhìn quài bạn dân làm có phung có thì tao đông hên ít nhất nào mấy người xong ti còn ló lơn kề mạng na có ti bởi nào quài bạn ít ba bố tôn mắt nó mình mà lẽ anh ngôi phùng cho mày anh cười khi tất vắng thì nhột rắc tầm bàn lẹ chỉ đem ra lẽ nào xoa tâm hên không mới biết tâm hên tất hên màu xanh màu kít chỉ đem màu na lỗ tầm cô tròn à xăm tê hên ư càng đủ anh hên trình thu phung cho chỉ đem kít lại như mà quài ra nào thì gọi là trình cát mầm phung hên trình mít bà trình u tầm nghĩ đang đủ mai tầm năng xa anh trình bay quét mắt tay sẽ làm quài ra các con nào thì anh hơi xe tập đi quài ra
Tần mình mình tình nghĩ đi, tần nghĩ vừa đang. Nhớ xe không ngà mà bút, mà còn phải dì space. Amen. Là quá tần hay cú. Tôi cầu say, hồi bà kia áp bọc luôn hè, bà một kia mắt. Và là ngài là, tu có xe trong, tôi cứ cầm phê phá nà ra, chặt mông đông, là mình sẽ cung mũ. Đây là ngàn nhỏ hồ chia chùa được xì, hành bằng này cho bà đi. Nghe trong chỉ bài đi kia là đông bằng kinh là cứ ao đông chỉ đang ai tập hai áp nào trộn là hè yên là hoặc là như là kinh bù sâm đang hé hè hành tập nào đang đúng ngơi cả kinh bù sâm ấp mà cũng cho hé đâu không bằng kinh mặt là hè quanh nào đang đúng ngơi là hoặc mà còn ra trong tam ăn mà hè được sức nào hô có bay trên bên ngoài tròn chức đây là cái câu gốc cho chúng ta suy gẫm sáng hôm nay mơ bự hè sáng nào là người này mu trời chuôi kia tu huy ur kích mình nào hay bằng lao mà lúc ở xa nào hay cái giá trị của một người nữ tài đức là giá trị họ hơn vàng ngọc, hơn hồng ngọc, hơn là bằng lau mà bách mà mát nào thay y tu huy phụ ồn kiệt nào kịp mình hai ngân nhiên là ông hữu lòng nổ ốc ngưng tầm hè là hè sầu phùng phụ ồn là giảng chung là ê nghị định phùng mít kia ấp phù mỹ là thành về dân là thành công rất rất nhiều người mẹ hôm nay họ thành công trong gia đình nhưng một số ít họ thất bại tại vì không nhận biết mình là ai do lá má mứa kia ấp phù mỹ là thành phần chia nấp cả mặt đặc xa kia ấp phù đế mỹ là thành phần một người chia nấp cả mặt đặc xa kia là má mứa một kiếp na thành phần nào na ra ông nội ông nội nào đi chiên thu huy vùng mỹ kiếp minh bằng một kiếp trong bùi dân đây là cái nếu mà tìm được một người vợ tài đức không phải là cần có trường có lớp giờ ôi kiếp mà thu huy phù u gì là bằng kiếp minh năng ai là hè cả mặt tư đặt u vu một là u hè hè tập bậc lên nào kích minh nào vương ngơi u hè đặt u vu